Ngọc Huyền kể tai nạn 27 năm trước bị rách mặt, máu chảy ròng ròng. Trong chương trình Chuyện đời chuyện nghề lên sóng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có những chia sẻ đáng chú ý khi kể lại những kỷ niệm trong 39 năm gắn bó với sân khấu. Ngọc Huyền cho biết từ năm 3 tuổi cô đã mê tuồng cổ, thích hát, thích múa, nhưng khi quyết định bước vào nghề, nữ nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu. Thời ấy cải lương vẫn thịnh hành, năm tôi 13 tuổi, hơn 5.000 học sinh nộp đơn thi vào trường đào tạo của nhà hát Trần Hữu Trang, nhưng trường chỉ chọn 40 học sinh chính thức. Tôi may mắn đậu một suất chính thức, được ăn ở lãnh lương trong trường. Khi rời ghế nhà trường, cô Bạch Mai, em kết nghĩa của mẹ tôi, đưa tôi vào đoàn Huỳnh Long. Nhưng mới đầu tôi không được hát, không được đóng đào chính gì đâu, cực lắm. Vai đầu tiên tôi đóng thị nữ bưng mâm, đi ra đi vô đúng một cảnh, không nói được tiếng nào. Tôi nhớ nhất năm 1996, trong lần tập cảnh đánh nhau với cậu Năm Thanh Tòng, cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Bình thường tập thì không có vấn đề gì, ngày xưa đạo cụ diễn bằng nhôm giấy bạc thôi, nhưng hôm đó dùng đạo cụ mới, một cây giáo thật, đang đánh tập thì cây giáo sượt qua mặt tôi, máu chảy quá trời. Vết thương dài 2cm và sâu lắm, tôi gọi cho mẹ nói, mẹ ơi con bị rách mặt rồi, mẹ tôi sợ quá lại gọi cho má Ngọc Dầu, lo tôi hỏng hết mặt. Nhưng sau khi khâu vết thương tôi vẫn phải diễn. Hôm đó tôi chuẩn bị phúc khảo vở Thanh Xà Bạch Xà ở nhà hát Hòa Bình, một chương trình lớn có nhiều tên tuổi gạo cội, tôi làm sao bỏ vai được. Thế là tôi đành cắt một đoạn tóc mai che vết thương lại, may mắn là nó rất hợp với vai Thanh Xà. Khi mới bị thương tôi nghĩ đây là cái nghiệp khiến tôi mang vết sẹo trên mặt suốt đời. Thời điểm đó vì khâu vội nên để lại sẹo lõm. Mỗi lần đi diễn tôi phải dùng kỹ thuật hóa trang để che lại, rất xấu hổ. Nhưng 4 năm sau đó tôi gặp một bác sĩ giỏi, bác sĩ khâu lại cho tôi, nên bây giờ khán giả sẽ không thấy vết sẹo đó trên gương mặt tôi nữa. Thời Hoàng Kim có lẽ tới cả ngàn đoàn cải lương trên cả nước, thời đó tôi bận rộn đi diễn cả tuần, chỉ tới thứ hai mới được nghỉ. Một vở cải lương chúng tôi tập và diễn suốt cả một năm trời, mà đêm nào cũng đông khán giả đi xem. Khi mới lấy chồng tôi nghĩ đơn giản rằng tôi sang Mỹ theo anh là tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Yêu anh, lấy anh, tôi không nghĩ sẽ phải rời bỏ quê hương, rời bỏ cả sự nghiệp ở Việt Nam. Tôi không nghĩ đây là phải đánh đổi, vì tôi vẫn sẽ đi đi, về về Việt Nam để diễn. Nhưng sau khi có con gái, thời gian đi đi về về ít hơn,